giới trẻ Trung Quốc tiết kiệm tiền uống trà sữa để mua vàng. Wow! Nặng khoảng 1 gram, những hạt đậu vàng có mức giá từ 54 đến 82 đô la Mỹ. Nhiều người nói rằng chi phí này tương đương với số tiền uống trà sữa hàng tháng của họ. Ôi trời ơi! Không nhé, tao hiện đã cai trà sữa để tiết kiệm sang uống trà đào. À đâu? Sợ nhất vợ lại bảo, thay vì tiết kiệm tiền mua trà sữa thay vào đó, cắt tiền uống cà phê của chồng để mua vàng. Giới trẻ Việt Nam. Người yêu mình bảo mình không đẹp trai bằng các người yêu cũ của cô ấy và bảo tất cả các bạn bè của cô ấy đều nói vậy thì có nên yêu nữa không mọi người? Thì bạn nói lại với cô ấy như vậy: em đừng giận nữa, anh tìm một người nào khác đi. Không thể nào, anh chỉ yêu mỗi em thôi. Em xấu thế này, anh thích em làm gì cơ chứ? Anh thích xấu vậy đấy. Thế thì anh tìm người xấu hơn em đi. Không có, em xấu nhất rồi. What? Đừng giận anh nữa nhé. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhé. Vì cô ấy là người yêu cái xấu, rất có thể do bạn xấu trai nhất nên được yêu đó. À đâu? Khả năng tôi xấu nhưng ví tôi đẹp. Quá chuẩn luôn. Thì bạn bảo là em cũng không xinh bằng người yêu cũ của anh, xong còn yêu không update lại cho mình với nhé. Coi thêm một người yêu cũ nữa đi bạn à. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Tao cũng bảo chồng tao thế. Anh không đẹp trai nhất, không phải người chiều chuộng em nhất, không phải thằng giàu nhất. Thế quái nào em lại lấy anh? Hiểu kiểu gì? Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài một gan. What the hell? Hỏi lại, thế nó đẹp trai nên nó mới bỏ cô à? Chưa là gì, người yêu cũ của tao còn bảo cả họ nhà anh đều bảo em không xinh bằng người yêu cũ của anh. Người yêu cũ của anh ai cũng khen xinh như hoa hậu cơ. Mình có xích cốt nếu bạn cần. Chia tay ông ơi, cứ thành người yêu cũ là đẹp trai trong mắt cô ấy rồi. Hàn Quốc, một nam nhân viên tử vong do bị robot nhận dạng nhầm thành hộp rau. What the hell? Skynet đã bắt đầu hành động rồi, chuẩn bị tìm John Connor thôi, cậu ấy sẽ cứu chúng ta. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Mấy ông béo béo vuông vuông đi làm công ty hiện đại cẩn thận nhé. Vuông vuông nó tưởng hộp giấy là nó đóng vào kho luôn đó. Đây là bảo trì sửa chữa máy không ngắt điện rồi chứ máy nó nhận sai tỷ lệ quá thấp. Và người ta mang robot đi tử hình, rồi robot phản kháng rồi trận chiến giữa người và máy nổ ra. Sau đó loài người thất thủ, robot tạo ra ma trận để giam loài người vào đó. Cuối cùng John Wick xuất hiện dưới biệt danh Neo. Để đi nhậu về vợ không cằn nhằn nhỉ? Ở đây không cằn nhằn, anh cứ nhậu thoải mái, vợ đã có ông hàng xóm lo. Ở Cà Mau, đi nhậu về thấy vợ đi nhậu chưa về. Âm phủ. Hả? Lấy đứa không nghe được và không nói được ấy. Quá chuẩn luôn. Không bao giờ cằn nhằn vì tao đi nhậu về còn muộn hơn. Ôi trời ơi. Đừng lấy là khỏi cằn nhằn.
lấy một tấm ảnh ngồi đó, bàn thờ nà, nó không biết nói, không biết chửi. Ở nghĩa địa. Bồng lai tiên cảnh nhà anh. Ở Tây Phương cực lạc nhá. Lấy tao về nè, tao dắt đi nhậu chung luôn cho có tay. Trời ghê chưa. Đây đây, lấy tao về tao cho đi nhậu thoải mái. Yên tâm tao không cần nhằn mắng chửi câu nào. Tao chỉ cho một cái vé ra khỏi ra thôi. Xách vali lên và cất bước. Lấy tao đi, tao không bao giờ cằn nhằn. Tại tao nhậu còn hơn thằng chồng nữa. Nào tao đi không nổi tao ở nhà mà chồng đi nhậu tao mới chửi. À thế à? Tuyên quang nhé, không cằn nhằn một tiếng chỉ 59 phút thôi. Lấy vợ câm cả đời ông không bao giờ nghe được một tiếng cằn nhằn. Văn Cao Hải Phòng. Chỉ nói 8 tiếng nghỉ 15 phút đi WC. Nani? Bác có tìm được đường về nhà đâu nên không phải nghe vợ cằn nhằn là đúng rồi. Quảng Nam ít nói, chỉ đóng cửa bảo nhau thôi. Không bao giờ cằn nhằn, 2,6 triệu. Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, nữ tỷ phú Thái Lan Enza Prakutertip nộp đơn xin phá sản. What the hell? Một streamer quê ở Cao Bằng vừa có chuyến công tác tới Úc vào cuối tháng 10. Hôm qua người dân Cao Bằng bất ngờ phát hiện 3 con chuột túi ngoài tự nhiên. Lươn nó còn sống được trên Cao Bằng huống hồ gì chuột với thằn lằn. Xuất phát từ đâu quan trọng béo gì thịt ngon là được. Của ít đất nhiều tôi gói ít xả. Rồi xong, giống như trứng của mấy con rùa biển ở Côn Đảo. Các bố nhân danh bảo tồn rùa nhưng lại đem trứng của chúng luộc ăn đến ngán kia kìa. AD nói thẳng luôn là nghi ngờ ông Độ Mi Xuê xách tay ba em chuột túi từ Úc về đi. Lại còn văn vở vòng vo. Nước Úc lấy đi nhà leo núi Olympia của Việt Nam. Việt Nam lấy đi chuột túi của Úc. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.